The Fallen khuếch đại sức mạnh cho Optimus để sau đó hạ gục mình. Fix Fan xin chào anh em. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân The Fallen lại giúp Optimus mạnh lên rất nhiều, sau đó lại bị Optimus hạ gục. Nghe có vẻ hết sức kỳ lạ, nhưng đây lại là sự thật anh em ạ. Vì sao và vì điều gì? Fix Fan xin mời anh em cùng xem video nhé. Fix Fan xin nhắc lại cảnh Decepticon đã bí mật nhảy xuống biển Bắc Đại Tây Dương để tìm kiếm và hồi sinh cho Megatron bằng mảnh vỡ của Hỗn Lập Vương. Ngay khi vừa sống dậy, siêu ác robot Megatron biến thành một chiếc phi thuyền bay thẳng về hành tinh Cybertron đổ nát để gặp lại sư phụ của mình là The Fallen. Là một robot xa xưa nên The Fallen nắm rất nhiều kiến thức về Hỗn Lập Vương. Hiện tại Hỗn Lập Vương đã chuyển thành một dạng khác và đang tồn tại ở dạng kiến thức được nạp trong đầu của Sam. Giờ chỉ có cách là tóm lấy Sam và hút kiến thức trong đầu của Sam thì sẽ có được khối lập phương. Đây cũng là cách để khôi phục Cybertron. Trong video này, Fix Fan sẽ không đi sâu vào phần này mà chỉ tập trung vào The Fallen. Ngay sau khi được sư phụ The Fallen chỉ bảo, Megatron đã quay lại trái đất, ra lệnh cho các Decepticon truy tìm và bắt Sam. Tổ tiên của các Transformer đã xây dựng một cỗ máy hút năng lượng đặt tại trái đất và đã được khóa nhằm đảm bảo an toàn trên trái đất. Nhưng The Fallen đã bị sa ngã, tìm cách lấy chiếc chìa khóa và đã phản bội tất cả. Nội chiến xảy ra, các Bram đã chiếm giữ được chiếc chìa khóa, sau đó dùng chính mạng sống của mình để phong ấn chiếc chìa khóa và cất giữ ở một nơi mà không ai biết. Nếu The Fallen tìm ra ngôi mộ cất giữ chiếc chìa khóa thì cả thế giới loài người sẽ bị tiêu diệt. Bumblebee và Sam đã tìm thấy ngôi mộ của các Bram, nơi cất giữ chiếc chìa khóa sau khi được Jetfire gợi ý. Jetfire cũng không biết chính xác. Sau đó Sam đã cứu sống Optimus bằng chiếc chìa khóa. Vừa sống dậy, Optimus còn rất yếu. Ngay lúc đó, The Fallen xuất hiện và cướp chìa khóa đi. Hắn lao thẳng đến đỉnh kim tự tháp để khởi động cỗ máy. Ngay lúc này, quân đội đã nhận lệnh tấn công vào cỗ máy trên đỉnh kim tự tháp nhằm ngăn chặn âm mưu của The Fallen. Với sức mạnh của mình, The Fallen đã tiêu diệt đội quân dễ dàng. Nhận thấy tình hình rất khó khăn, Jetfire đã quyết định hy sinh bản thân để kết hợp với Optimus. Chỉ có như vậy thì mới đủ khả năng ngăn cản được âm mưu hủy diệt này. Có lẽ việc hy sinh này cũng giống như các Ram cổ xưa. Chính vì bị dồn vào thế bí nên Jetfire mới quyết định kết hợp để Optimus lấy lại sức mạnh và khuếch đại sức mạnh lên nhiều lần. Đây cũng chính là nguyên nhân mà The Fallen gián tiếp giúp Optimus mạnh lên. Ngay sau khi được Joe và Ratchet kích siêu điện, Optimus nhanh chóng biến hình thành Optimus Jet. Ngay sau đó, Optimus Jet lao thẳng đến cỗ máy, tấn công The Fallen và bắn vỡ cỗ máy. Quá bất ngờ và tức giận, Megatron và The Fallen đã lao vào đánh vật với Optimus Jet. Với diện mạo mới và sức mạnh mới, Optimus Jet đã đánh Megatron không kịp thở. Megatron lúc này không còn là đối thủ của Optimus Jet nữa. Và Megatron đã bị Optimus Jet bẻ gãy một cánh tay, còn The Fallen thì bị Optimus Jet hạ gục bằng chính cây gậy của mình ngay dưới chân kim tự tháp. Giống hệt với câu gậy ông đập lưng ông. Chứng kiến cảnh sư phụ bị tan xác, Megatron và Starscream đã lặng lẽ trốn đi chờ cơ hội khác. Video này cũng không được dài vì Fix Fan chỉ tập trung vào sự xuất hiện của The Fallen. Bản thân nhân vật cũng được đạo diễn cho xuất hiện ít, nhưng The Fallen lại là nguyên nhân chính để Megatron và Decepticons gây ra những cảnh chiến đấu hồi hộp và mãn nhãn. Fix Fan xin dừng video tại đây. Chúc anh em luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Anh em vui lòng like và subscribe ủng hộ mình để mình có thêm động lực để ra các video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.